mình xin chào các bạn. Thì có một số yêu cầu các bạn là yêu cầu mình là tiện lập trình tiện rang thang trên máy CNC. Thì rang thang này tiếng Anh gọi là Trabajador Stress Program CNC Phanúc. Chúng ta lập trình tiện rang rang thang trên máy CNC hệ Phanúc. Thì cái rang thang này thì để mình giới thiệu rang thang thì chúng ta có là cái này là cái mặt cắt vết ren giữa vít me và đáy ốc của trục ren thang, là một loại ren chuyển động. Thì để tiện được ren này thì chúng ta phải hiểu được cái thông số của ren. Nhất là cái góc profile ren là alpha, chúng ta có 30 độ alpha là góc profile ren này. Thì vậy thì chúng ta phải có con dao nó đúng cái góc này. Thì hoặc là chúng ta mua dao chip sẵn, hoặc giả là chúng ta phải mài đúng được góc độ là 30 độ. Thứ hai là chiều cao thực hành, là khi chúng ta tiện đó thì cái chiều cao ren H thì bằng 0.5B cộng cho Z. Thì B là bức ren, Z là cái khoảng hở, mà cái thông số bức ren khoảng hở này chúng ta có thể tìm trong cái bảng này. Ví dụ bước ren 4 thì chúng ta có khoảng hở nó là 0.25 và chúng ta tính được H nó là 2.25. Rồi cái khe hở đáy ren Z á thì nó sẽ bằng từ 0.15 cho đến 1 ly, thì tùy cái đường kính, tùy cái bước mà chúng ta có cái khoảng hở thì trong bảng đã nêu ra rồi. Như vậy thì tùy cái bước mà chúng ta chọn cái khoảng khe hở Z và cái đường kính đáy ren. Đáy ren đường kính D3 thì tất nhiên nó sẽ bằng đường kính đỉnh ren. Kính đáy là kính minor thì bằng đường kính major trừ cho cái chiều cao. Vậy thôi. Còn cái chiều rộng đỉnh ren L thì bằng 0.366 nhân bước ren 3. Thì cái này thì dùng để chúng ta kiểm tra, chúng ta kết lại ren sau khi chúng ta tiện thôi. Rồi dưới này là chúng ta có cái bảng bước ren. Thì tùy cái bước ren có thể là bước ren nhỏ, trung bình hoặc là lớn, thì tương ứng với cái kích thước chúng ta tiện thì nó sẽ nằm ở cái khoảng nào. Thì để chúng ta nắm được đây là những cái thông số mà và ren ren thang. Như vậy thì bây giờ để chúng ta tiện ren thang thì chúng ta áp dụng một cái bài tập thử để chúng ta lập trình cho bài tập đó. Bây giờ ví dụ ở đây chúng ta có một cái đoạn ren mà chiều dài là 50 ly và cái ren này là ren thang bước 4, thì chúng ta lập trình tiện thế nào? Thì chúng ta phải nắm được cái chu trình tiện ren G76. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm những thông số để đưa vào. Thì đầu tiên 3 hai cặp số đầu là cái số nhát chúng ta tiện tinh, thì ở đây chúng ta ren thang thì chúng ta cho khoảng từ 2 đến 3 nhát đi, 3 nhát đi là 0.3. Cái thông số thứ hai là góc thoát, thì nếu có thì chúng ta điền góc thoát vào, không thì chúng ta để 0.0. Cái thông số tiếp theo là cái góc mà khi mà nó mở má thì nó tiện. Thì lúc này chúng ta có ren thang là góc 30 độ, vậy thì chúng ta đề chỗ này là 30. Còn quy là cái cắt mà cái bát bắn tinh thì chừa lại bao nhiêu để cắt bắn tinh, thì ở đây chúng ta có thể là chừa lại cỡ khoảng 0.05. Rồi R là bát tinh thì chúng ta chừa lại cỡ khoảng là 0.1 chạy xuống này ha. Rồi cái dòng thứ hai X này là minor diameter, là cái kích thước đường kính chân ren. Chân ren ta tính như thế nào? Thì bằng đỉnh ren trừ cho B cộng cho 2Z, hoặc giả gọi là trừ cho chiều cao ren á, chiều cao ren tổng cộng cho hai bên. Vậy thì cái X này ta sẽ thế số vô tính được nó là 15.5 ly, là bằng đường kính ngoài 20 trừ cho bước ren 4 cộng cho 2 lần khoảng hở Z là 0.25, Z là khoảng hở các bạn, thì được 15.5 ly. Và cái chiều cao ren thì chúng ta sẽ điền vào chỗ chữ B này là bằng 0.5 lần bước hoặc là 1/2 bước cộng cho khoảng hở, là bằng 0.5 nhân với 4 là bằng 2,
2 cộng khoảng hở là 0,25 thì bằng 2,25 ly. Thì ở này khi mà điền vô ba chúng ta phải đổi qua microgram, có nghĩa là nó là 2250. Và bước ren chúng ta là đối với bước ren này thì bước 4, vậy thì bước ren 4 thôi. Thì từ đó chúng ta sẽ có được cái đoạn chương trình tiền ren. Như vậy thì bây giờ đã mà hoàn thiện cả chương trình thì chúng ta sẽ viết như sau. Thì đầu tiên chúng ta là phần trăm, chương trình tên gì đó, sau đó là khai báo hệ mét G21 và về home máy. Ở đây chúng ta có thể thay giao tại home hoặc giả là chúng ta thêm là G30 cũng không, không là tới điểm thay giao, hoặc có thể là tới một cái điểm nào đó mà nó không có vướng để mà chúng ta thay giao 3 tại 0303. Còn giao 3 này là giao tiền Delta, chúng ta gá vào vị trí số 3 trên máy tiền CNC. Bắt đầu ở đây chúng ta sẽ cho mâm cọc quay. Thì tùy loại vật liệu mà chúng ta cho cái tốc độ nó thích hợp. Ở đây là cho quay 5 trong 1 phút. Rồi M8 chúng ta mở tới ngồi để chúng ta làm ngồi kiếm tốt tiền. Chúng ta di chuyển giao nhanh tới điểm X2, Z5. Nghĩa là vị trí này là nằm ở vị trí trước mặt đầu phôi để chuẩn bị chúng ta vô quá trình tiền. Là chúng ta viết là G76, chúng ta viết lại theo những điều chúng ta đã phân tích ở trên. Thì G76 B03 là 3 nhất tinh, 00 và 30 độ là góc xiên ăn dao. Quy là chúng ta chừa lại là 0,1 để tiền bán tinh, chừa lại 0,05 để tiền tinh. Rồi G76 dòng 2 là đường kính chân ren là 15,5 ly, chiều dài ren 50 là 50 này. Và cái B là chiều cao ren, chúng ta đã tính là 2250 microgram là 2,25 ly. Quy là mỗi nhát chúng ta ăn là 0,1. Rồi bước tiến 4, thì khi tiền liên thang á, thì chúng ta sẽ ăn được là hai vị trí trên dao, hai đường. Vậy thì nó là vị trí tiếp xúc nó lớn, nên ra chúng ta sẽ đã là cỡ khoảng tầm 0,1 thôi ha. Hoặc giả là đối với ren bước lớn hơn nữa thì chúng ta sẽ giảm lại là mỗi nhát chúng ta tiện là khoảng 0,05, vậy là nhỏ hơn thôi. Là chú ý để tránh để bảo đảm cho dao nó bền. Rồi sau khi tiện xong thì chúng ta M9 để tắt tiếng ngồi và dừng máy. Thì đó là nội dung chương trình mà chúng ta là tiện liên thác. Như vậy thì chúc các bạn là chúng ta lập trình thành công. Rồi nếu các bạn thấy video có giá trị thì các bạn share, subscribe để cho chúng ta có thể là nhận được những video tiếp theo. Rồi cảm ơn các bạn, chào tạm biệt các bạn.